giấc tôi ác mộng, điên là chẳng chờ mong. Đôi khi người bạn mang gió, nhiệt huyết đang dâng trào, rồi lấy khí thế vút cao. Ta chiến đấu với khát khao, dòng đất sức mình ta luôn kiên định, một trời đất số và tan cam dỗ. Hai người lén lút qua lại bao lâu? Khoảng 6 tháng. Cô có biết anh ta có vợ hay không? Nếu như mà vì cô mà anh ta giết vợ thì cô nghĩ sao? Nếu như chúng ta có chứng cứ chứng minh là có ai khác ngoài Quý xuất hiện tại nhà nạn nhân vào khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng, chúng ta sẽ lật mặt được hung thủ. Phong về nhà lúc 16 giờ 10 phút và di chuyển lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian 20 phút. Có khả năng là sau khi sát hại chị Tiên xong, anh ta đang cố tình xóa dấu vết hoặc là ngụy tạo hiện trường giả. Tôi không có nói dối. Và anh giải thích tại sao việc anh xuất hiện tại nhà lại trùng hợp với thời điểm chị Tiên bị sát hại. Cái đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Chẳng phải thằng Quý cũng xuất hiện cùng thời điểm với tôi sao? Anh cũng biết cả tên người đột nhập vào nhà mình nữa à? Tôi... Nếu như anh biết đích danh như vậy, tại sao anh không khai báo liền mà lại còn bày ra cái trò phá hoại dân dung như vậy? Tại tôi sốc trước cái chết của vợ tôi nên tôi không có nhớ gì hết á. Chúng tôi đã kiểm tra chiếc đồng hồ thông minh của anh. Dữ liệu trên đây cho thấy anh đã di chuyển liên tục 20 phút trước khi gọi báo án cho tôi. Tại sao anh không gọi báo án ngay mà phải di chuyển liên tục như vậy? Vì chỉ có một khả năng là khi đó anh đang cố ngụy tạo hiện trường giả, giống như một vụ cướp của giết người. Tôi không biết. Nhiều khi cái đồng hồ nó hư rồi sao? Tôi biết là sẽ nói như vậy. Chúng tôi đã tự kiểm chứng. Chúng tôi đã đeo vào và thực hiện di chuyển liên tục. Nó ghi nhận rất là tốt. Anh Phong, anh đừng cố chống đối nữa. Cô nhân tình của anh đã khai báo tất cả. Việc của anh và cô nhân tình, cô ta đều ghi lại trong nhật ký và cô ta đã giao nó cho chúng tôi. Trong đó nói là anh muốn vợ mình biến mất vì phát hiện mối quan hệ mờ ám này. Đừng mà em. Đừng lối nữa mà em. Anh còn cái gì để nói với tôi nữa hả? Anh đúng là đồ tồi. Uổng công tôi tin tưởng anh, vậy mà anh lại cắm sừng tôi. Đã vậy thì ly hôn đi. Thôi em, anh không muốn ly hôn đâu. Anh biết là anh sai, anh có lỗi với em trước. Anh hứa với em á, anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta. Anh không qua lại với cổ nữa. Em bỏ qua cho anh lần này đi vợ. Anh bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra. Anh đừng có đụng vô người tôi. Tôi không quan tâm chuyện của anh với cô ta. Anh không cần phải nói. Nói tóm lại, ngày mai tôi sẽ kiếm luật sư. Nhưng mà sẵn đây, tôi nói cho anh biết luôn, tất cả tài sản này là do ba mẹ tôi cho tôi. Anh sẽ không có một xu nào hết. Đừng mà em. Anh hiểu chưa? Em, đừng có đuổi anh đi mà em. Bỏ ra. Anh đi cho khuất mắt tôi. Tôi sẽ cho anh cốt khỉ hoàng lại cốt khỉ. Đây là cái giá anh phải trả cho sự phản bội của anh đó. Đi. Đi đâu em. Em. Đừng mà em. 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 Mở cửa đi em. Vợ. Em. Tiên ơi! Tiên! Khoảng 4 giờ chiều á, khi tôi quay trở về nhà, tôi biết vợ tôi có thói quen ngủ trưa dậy muộn, nên tôi đã chọn thời điểm này á để ra tay giết vợ tôi. Vì nếu không làm như vậy á thì tôi sẽ mất hết tất cả. Quý khủng. Sau khi giết vợ xong á, cũng là lúc tôi phát hiện á, thằng Quý nó vô nhà tôi. Biết đầu óc của nó không có được tỉnh táo, nên tôi đã nghĩ cách đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Làm ơn cứu vợ tôi với anh ơi. Anh bình tĩnh, bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ơi, làm ơn anh tới liền đi anh ơi. Tới liền đi anh. Bữa nay á, mẹ sẽ ở nhà, không đi mua da chai nữa. Mẹ sẽ ở nhà với con, chịu không? Nè, con muốn ăn gì để mẹ nấu? Con muốn ăn gà. Ừ, vậy đi về mẹ nấu gà cho con ăn nha. Đi. Em quá nóng vội trong vụ án này. Em xin lỗi. Thật ra những điều em làm không hề sai. Cái vấn đề ở đây á là em để cảm xúc chi phối mình quá nhiều. Đúng, đúng là Quý có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà đều có lý do. Anh điều tra rồi, những đứa trẻ đó nhiều lần chăm chọc Quý, cho nên là Quý mới có phản ứng như vậy. Quý sẽ không nổi nóng với bất kỳ ai nếu như không có lý do. Nói tóm lại là em đã có những phán đoán sai lầm trong vụ án này. Mà nghề của chúng ta thì không được sai lầm. Em cần kiểm điểm lại bản thân. Vào đi. Sếp, Ngồi đi. Nè, sếp à. Xong án rồi mà sếp vẫn kêu tụi em lên đi học gấp. Chắc chắn là sếp muốn bao tụi em một bữa no nê phải không? Được thôi. Vậy thì chiều nay qua nhà anh đi. Anh nói thiệt nha, hai mẹ con em không có sáo đâu đó. Mà sếp, bộ anh không có mời chị Tâm hả? Có, nhưng mà Tâm nói là bận công việc rồi. Biết ngay mà, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người quan trọng nhất. Nói thiệt với sếp nha, không riêng gì chị Nguyệt nghĩ vậy đâu, em cũng nghĩ như vậy nữa. Rõ ràng là chị ta đang muốn xa lánh mình. Thực ra trong lòng của Tâm có một nỗi buồn mà khó có thể chia sẻ với ai. Chắc hai đứa cũng biết cái chuyện ba mẹ Tâm bị sát hại, trong khi đó hung thủ thì trắng án do cái chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Em biết, vì vậy Tâm có phản ứng rất tiêu cực với Quý trong vụ án này. Đó là nỗi ám ảnh khi còn nhỏ thôi. Còn khi mới vào nghề, Tâm lại chịu thêm một cú sốc khác. Hôm đó, nếu như em kiên quyết không cho anh ấy đi cùng em, thì Thành sẽ không đỡ giùm em cái phát súng đó. Viên đạn dù không lấy sinh mạng của ảnh, nhưng đã cướp đi hầu hết tất cả của ảnh rồi. Em cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến cho Thành phải sống thực vật. Thưa này, em luôn mang theo bên mình để nhắc nhở mình rằng mình là ai. Lúc nhỏ mọi người nói em là mạng xui xẻo, cho nên ba mẹ mới gặp nạn. Đến khi mà em vô ngành rồi, người bạn thân thiết nhất của em cũng vì em mà gặp nạn. Bây giờ mà em đặt tình cảm quá nhiều với đội của mình, em sợ nếu như một trong ai đó bị cái gì thì em sẽ chịu không nổi nữa. Em không cho phép mình gần bất cứ ai hết. Vậy ra cái người mà chị Tâm hay thăm ở trong bệnh viện là đồng nghiệp của chị ta. Vậy có thể Tâm không muốn em chịu cảnh mất người thân giống như cô ấy, cho nên mới không màng tính mạng mà cứu bé anh. Vậy mà em... Cho nên là chúng ta đừng vội phán xét đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ. Chúng ta đâu biết là sau vẻ bề ngoài lạnh lùng đó, họ đã trải qua những gì. Nè, con xếp tới đây. Dạ. Chỗ nào? À, đúng rồi, giỏi với ta. Rồi, giờ còn cái này, chỗ nào nè? Này. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, con nghe nè ba. Cô alo. Con gái, con ở nhà chơi tiếp nha. Ba qua nhà ông nội xíu nha. Dạ. Alo. Cô nghe bà. Cô à. Alo. Alo à. Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong do ngạt đường hô hấp chứ không phải suy tim. Bình, thuốc trợ tim à? Tôi nói anh rồi, ba tôi bị bệnh tim, nguyên khu này biết, cả thế giới đều biết. Chúng tôi phải làm đúng quy trình thôi. Ở trên phường báo cáo á, là có một cái chết đột ngột, thì chúng tôi phải điều tra. Điều tra đúng quy trình cái gì mà điều tra? Mỹ, để người ta làm gì? Làm cái gì? Bây giờ mấy người này vô, rồi chừng nào mình làm đám cho ba được? Đúng rồi đó. Tôi chưa kể họ mang ba về mổ xẻ tùm lum. Đã chết rồi còn không được yên. Mày đứa thôi đi. Dạ, xin lỗi anh. Mấy anh cứ làm đúng quy trình đi. Phiền anh. Tôi tên Tiến. Phiền anh với lại gia đình của mình hợp tác điều tra nha. Sếp, tình hình bên ngoài tạm ổn rồi sếp. Út Anh, mày sống chung với ba, có nghe ba nói vụ di chúc gì chưa? Tôi không nghe ba nói. Giờ này còn bàn chuyện này được hả Mỹ? Hello cả nhà. Nghe em gọi lật đật chạy về nè. Ủa, ông già chết rồi hả? Bộ bị giết hay gì mà công an đông nghẹt vậy? Chắc là lên cơn đau tim thôi. Trời, đau tim mà làm thấy ghê. Xe công an hú còi từ đầu ngõ cuối ngõ. Lúc mà ổng lên cái đau tim là tôi biết trước sau gì cũng chết rồi. Tôi bấm mạch thích. Ê. Ủa ê cái gì? Bộ tôi nói sai hả? Ông bệnh thì tôi nói ông bệnh chứ, đúng không? Em, còn tiền không? Tiền gì? Tiền chứ tiền gì? Anh biết em còn mà, cho 5 triệu đi. Cái gì mà xin 5 triệu nữa? Để làm công chuyện. Công chuyện gì mà 5 triệu? Thì công chuyện với công chuyện gì? Giờ em không cho thì đưa mượn cũng được, vài bữa nữa trả cho. Thôi, không có đâu. Lần nào đưa ông cũng vài bữa nữa trả lại. Đưa chứ có được mất, rồi trả. Ê, sẵn ông già ông chết rồi thì đầy đủ đây, mình họp gia đình mình chia gia tài cho nóng, chờ gì nữa. Mày im mày đi tính. Đúng là được cả vợ lẫn chồng mà. Theo báo cáo nhanh của Nguyệt, nạn nhân bị ngạt đường thở chứ không phải là bị suy tim. Vậy là có dấu hiệu án mạng hả sếp? Không loại trừ khả năng này. Bây giờ ra gặp gia đình, tuyệt đối giữ bí mật này. Ba tôi không rành xài điện thoại nên tôi đã cài phím tắt nhanh cho ông. Số 1 thì gọi cho tôi, số 2 là con Mỹ và số 3 là thằng Út Anh. Tôi về sau bà Mỹ một chút. Thấy ba nằm dưới đất, không nỡ để ba lạnh lẽo, nên hai chị em khiêng ba lên ghế. Tôi có biết cái gì đâu. Tôi về tới nhà không thấy vợ tôi nghĩ là nó qua đây, cho nên tôi chạy qua đây thì ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Mà xưa giờ ông bị bệnh tim mà lên cơn cho nên dễ chết lắm, ai cũng biết điều đó mà. Cô về nhà lúc nào? Vừa nhận điện thoại của ba là tôi về liền nhưng không kịp. Cơ thể nạn nhân không có vết thương, nhưng qua quá trình khám nghiệm phát hiện trong hốc mũi nạn nhân có bám một số dải bông nhân tạo. Có thể đây là hung khí dẫn đến cái chết của nạn nhân. Có thể là gối hoặc là mền. Theo như điều tra sơ bộ thì nhà của ông Lành cũng không phải là bề thế gì lắm, nhưng mà ở dưới quê thì có rất là nhiều đất đai. Có điều hàng xóm có nói là ông ta là một người keo kiệt và cứ khư khư giữ tài sản của mình, không muốn lập di chúc bất chấp bệnh của ông ta. Và hàng xóm cũng có nói là ông ta đã nhiều lần cãi vã lớn tiếng với con của mình, đặc biệt là người con gái tên Mỹ. Nếu động cơ gây án là để giành quyền kế thừa tài sản thì cả ba người con đều có động cơ. Nếu như mà ông Lành bị uy hiếp thì tại sao có thể gọi cùng lúc ba người đến trợ giúp? Trong thời khắc sinh tử mà lại quá dư thời gian. Đúng. Ông ta còn cầm cả lọ thuốc, vậy tại sao ông ta không cự cứu mình mà phải cầu cứu? Có khả năng là hung thủ muốn dụ mọi người tới, cho nên đã uy hiếp ông Lành thực hiện ba cuộc gọi đó. Việc cố tình dụ mọi người tới hiện trường chỉ có thể là một trong ba người con. Ba của anh đã lập di chúc chưa? Ba tôi không bao giờ làm chuyện đó. Sự việc ngày hôm qua, tại sao anh là người đến trễ nhất? Em đã tìm thấy người tên Nguyên, nhưng mà hắn ta nói là không hề đi nhậu với Tính. Xem ra Tính rất đáng nghi. Có khi nào liên quan tới cái chết không lành không? Một lần dường như đã yêu lòng, giật mình tỉnh giấc khói ác mộng. Bình yên là chăn chờ mong, đôi khi đôi bạn mang gió. Nhiệt huyết đang dâng trào, dừng lại khi thế phút nào ta chiến đấu với khát khao. Không biết sức mình ta luôn kiên định, vượt trời định số đập tan cám dỗ. Sống ta nguy hiểm, ta luôn kiên cường, chẳng để ai phải tổn thương. Đôi lần tự nhiên đã thất bại.